xin chào các bạn nha, đến với kênh của Hiếu Quỳnh. Hôm nay đây là một nơi khác nữa nha các bạn nha. Ở đây là kênh Vĩnh Tế, một huyện Tịnh Biên giáp ranh với lại Campuchia của mình. Có một người chị là chuyên về cái nghề bánh lọt và các bạn nha. Bây giờ mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn để mà mình cùng với nhau để mình làm bánh, nhưng là mình thưởng thức với những người chuyên làm. Dạ, do cho nó thiệt sạch. Giờ cái mình cho hai ba nước này mình đổ bỏ, cắt nước cho nó khô. Giờ cái mình để một ly nước nước cho chuối đó, để một ly nước cho vô mình quậy cho nó thiệt đều. Tức là ở đây một lít gạo nè là mình ngâm, cái này là nước cho chuối nè. Dạ, ngâm mấy tiếng một hồ? Cái này mấy tiếng? Dạ, ngâm 3 tiếng một hồ. Khoảng 3 tiếng một hồ. Giờ mình mới quậy ra cho đều, giờ mình để nước vô là vừa ngập hột gạo thôi. Làm bánh lọt này nè, như chị nói là phải có cái nước cho này nghe các bạn nha, là nó mới trong nó mới ngon, còn phải nếu không có là làm không có được với nghe các bạn nha. Làm bánh rất là khó lắm đó, là chị đang do đó các bạn nha, do tới 2-3 nước, là chị mình nói là do 2-3 nước nó mới sạch được. Chị ngâm nước cho đó. Lá dứa nè các bạn nha, mà phải sắc nhuyễn vậy nè, có nhiệm vụ mình bỏ chung vô với gạo mình xay luôn. 200g lá dứa. 200g lá dứa đó, mình đổ với 1 lít nước, 1 lít gạo, 1 lít nước, 200g lá dứa mình xay luôn. Con Ngọc Thư đi. Mình đó là đang đi tìm mấy chị em mình là chuyên nghiệp luôn nha các bạn nha. Làm bánh gì thì mình sẽ đến với người đó chuyên nghiệp luôn, để mà có những công thức rất là ngon để người ta kinh doanh đó các bạn á. Bây giờ lỡ thiếu nước thì thêm nước nữa. Cái này cho có nước làm cho nó dễ xay chứ gì phải không? Dạ, dạ. Không có nước thì không có. Không có nước thì nó khó. Đây cái khăn lược nè các bạn nha, mà đều phải sắp đôi lại, bà chị nó phải cho thiệt là dày á, để cho nó mới mịn được nha, chứ không có dày cái là nó không có mịn á. Đầm thêm lít nữa. Lít nữa là nãy giờ là mình 3 lít nước rồi đó. Nãy giờ đổ đi xay là 2 rồi đó. Rồi đổ thêm lít nữa là tầm 3 lít rồi. Cô ơi, ăn cái chùm lum. Cái thứ tư là hình như là 4 lít. Gửi dùng mình ở đây á, là lò củi này không nè các bạn, chứ làm thì cũng rất là vệ sinh đó. Qua lò củi không nè, tới giờ vẫn còn xài này nha các bạn. Lò nào cũng huyền thoại không, mà bây giờ á, không có ai mà bán mấy cái loại lò này đâu. Xài suốt mấy chục năm không. Hôm nay giới thiệu các bạn luôn là kinh Vĩnh Tế nè, theo ranh biên giới của Campuchia mình đó, nó xong cái kênh nó có bị lấn. Còn bên đất bên đây của mình Tịnh Biên nè, Tịnh Biên còn nó dùng đất bên đó Campuchia. À, bây giờ mình bắt cái nồi bột lên đó, mình phải quậy hoài nha các bạn nha. Các bạn thông cảm nha, cái cuộc sống mà nông thôn của mình á, mình sống vậy nha các bạn nha, nhưng mà cũng rất vệ sinh nè, chứ không phải. Củi á, thì khi cháy lên thì nó hơi khói hơi đồ lắm. Phải một cái bánh mà làm ra thì có cái công sức của mình ở trong đó nha các bạn nha, cái công sức của mình lớn. Nói để cho hiểu thôi chứ không phải kể công. Nó khe, nó dính đất nồi, nó khe. Phải quậy hoài thường xuyên, lý do là bột nó dính cái đáy nồi nó bị khét. Nước nó lỏng vậy đó mà mình quậy tới cái khi nào nó đặc lại thôi hả? Dạ. À, 1 kg gạo á, thì bây giờ một lít là gạo. Với 1 lít thì nó 4 lít nước ha. Dạ. 4 lít nước.
Còn hồi nãy mình đổ 1-2 lít đầu đó là để dành xay thôi, xay cho nó hết gạo thôi. Nhưng mà đúng ra mà làm bánh á thì 1 lít gạo thì nó 4 lít nước. Rồi cái này mình mới nhìn vô mình cũng không biết cái gì đâu. Giờ hỏi chị nè, chị nói cái này là làm một lẩu hả? Một lẩu. Mà cái này bằng bột hả? Bằng bột, bột mì. Là bằng bột mì rồi mình nấu chín hay sao? À, bột mì thấy bột sống. Thấy bột sống. Dạ, ở dưới mình là lấy cái thau. Mình để miếng cho bếp vô. Rồi cái để lên miếng lớp vải nữa, rồi cái mình mới trải lớp vải đó lên, rồi cái bột mình thấy cho nó lỏng. Cái mình đổ lên. Đổ lên cho nó mỏng, chừng nào nó khô để mình hấp hết màu vô. À, hết màu vô rồi lát cái mình cắt. Dạ, giờ mình mà làm gấp á, có nắng, hăng nắng một chút cho nó giáo mình mới sắt được. Yeah. Không có biết mần, tôi mới biết mần một lụ chừng khoảng 10 năm nay thôi. Mỗi lần là không biết mần, người ta chỉ. Ta chỉ, người ta đâu có chỉ nhiệt tình như vậy, người ta kêu mần một bột mì thôi. Cái về nhà cũng làm vậy, bột mì, cái mình lấy cái ni, cái dỗ để cho nó không có dút nước. Dút mà nó lâu lắm. Giờ cũng làm luôn. Lụ không biết làm sao, sắt nữa, không biết người ta làm sao, người ta không có chỉ luôn. Giờ cái suy nghĩ, chắc lấy cái dao sắt, thôi lấy cái dao sắt. Sắt vào cái tới chừng thấy. Tới chừng nấu chín nó cũng không biết làm sao nấu nữa. Đổ vô cái nó giả hết trơn. Tắt đây nè. Đổ vô cái nó giả hết trơn luôn. Đó bây giờ cái đó là gần chín rồi đó hả? Dạ, chưa đâu mới đặt hả? Chưa mới có đặt thôi phải không? Mới đặt rồi phải làm hoài vậy phải không? Dạ. Trời, cái này cũng cực dữ ha, cực cái khâu này dữ dữ dội luôn à. Đó, phải mấy cái này đó là chuyên nghiệp mà làm thôi chứ chỉ tôi chắc tôi cũng không làm được. Đốt nước thiết luôn thì chữa lửa mình hơi lớn cũng không sao. Đó cũng cái là cái kinh nghiệm đó không? Dạ. Chứ gặp như tôi chắc tôi để luôn rồi, tôi có biết làm sao đâu. Nó có miếng thép như vậy á thì mình để. Làm lửa hơi mạnh nó mau chín rồi, chút. Bắt đầu mình đậy lại. Dạ. Tại đó là lửa nhỏ đó nghe các bạn. À, lửa nhỏ đó. Dạ, tụi cô nói cái này là bột mì mút nha mấy bạn. Cứ ra chợ mà nói là bột mì mút người ta bán. Dạ, bột mì mút. Rồi đem về cái khế gì đó, xong rồi phết phết mạnh lên trên nè. Về cái mình để ra cái thao nhỏ. Cái mình múc, mình muốn mần nhiều thì mình để nhiều, muốn ít thì mình để ít. Cái mình khuấy ra cho nó hơi lỏng, sệt sệt vậy đó. Cái mình căng muốn giải ra. Chế lên. Rồi cái mình chế lên cho nó khô. Có nắng thì đang phơi nhẹ. Dạ, có nắng mình phơi nhẹ nó chút xíu. Nó mau khô. Rồi mình sắt. À, bây giờ các bạn nào muốn dễ nữa đó thì mình mua cái củ năng về, cái mình sắt vuông, cái mình lắc cái bột năng rồi cái mình luộc rồi nó cũng dễ hơn nữa. Còn nếu mình làm cái theo cái này là theo truyền thống nha các bạn. Nhưng mà hơi khó làm á. Cái hột là hột lụ bột năng á, mình cũng có chia sẻ ở bên Sương Sa hạt lụ á, thì các bạn qua cái xem chi tiết hơn. Còn làm cách này thì mình nghĩ là hơi khó. À, tức là đây cái nó mới có cái hộp hả? Dạ. Trời ơi, rồi rây nó rớt bột ra. À, nó rây nó rớt cái bột nhuyễn đó. Rớt dạ, nó còn lại cái hạt lụ nè. Nó còn lại. Tôi tưởng là nhiều quá mà rốt cuộc giờ đâu có lấy được nhiêu hả? Dạ. À, cái dưới đây là mình không có lấy luôn. Không. Không luôn, cái này làm là lấy chỉ có cái hộp vuông vuông ở trên mặt đó không à. Nó quá khô. Rồi. À, quá khô rồi, nó thành ra nó bể hết, bể nhiều. Quay ngược trở lại hả? Dạ. Rồi ba cái bột mà nãy là hột lụ vuông vuông đó mới đổ vô được, chứ nước không có sôi là đổ vô không có được. Giờ đổ nói nha. Rồi, cái gì đổ vô. Đó, vừa đổ vừa quậy, vừa đổ vừa quậy luôn. Đó, vừa đổ vừa quậy luôn, chứ không thôi đặt không dính lại. Đó. Cái đó nha. Tôi cũng nấu nướng đây mà tôi nhìn cái này thấy bộ khó. Cô nói là cái nước là phải cho thật là sôi và vừa đổ vừa quậy vô. Đó, nó trở thành hột lụ đó không? Đó, nó đẹp ghê không? Nước đang sôi vậy đổ nước lạnh vô. Dạ.
Đó, nước sôi rồi đổ nước lạnh, nước sôi đổ nước lạnh, cứ đổ nước lạnh nhiều lần. Để rót lại vô nó không ngon. À, bà cô nói là mình do cho nó nguội xong rồi đổ miếng nước như cỡ như vậy nè, rồi mình cho thêm 50g đường cát vô, quậy đều lên để không thôi là nó bị dính nha các bạn. Một ký đường á, mình thắng 1 lít nước, thắng cho sôi lên rồi mình hớt bọt, hớt bọt dầu da mình ăn là mình lượt lại, không phải lượt lại nữa lượt. Dạ. Đó, đấy được. Cái đường thốt lốt này các bạn, nhưng mà dùng này thì đường thốt lốt rất là nhiều, nhưng mà mấy cái dùng khác không có đó, thì mình thay thế đường cát vô. Cái này để làm cho ngọt ngọt, nhưng mà bạn thấy chuyên nghiệp nè, người ta có cái khuôn chuyên nghiệp nè, các bạn cứ nhìn vậy nè, rồi mình cảm thấy cái nào nó giống giống vậy nè mình làm nha các bạn nha. Chứ tôi cái này tôi không biết giới thiệu làm sao, nhưng mà đây nè bà chị nè, chuyên nghiệp nè. Một lát mình đổ bột vô đây nè, cái này nó chảy xuống đây nè, nó thành. Còn cái thao nè, thao nước lạnh này các bạn nè, mà mình đổ nước lạnh cho thiệt nhiều vô, đặng một lát á, để nè, chỉ nói là để nè, đổ bánh vô, đổ bột nóng vô đó, cái nó xuống gặp nước lạnh nè, là nó đông lại. Thành ra là cái nước dưới này, cái thao nào lớn hay nhỏ gì cũng biết, phải đổ nước cho thiệt nhiều lên. Mình cầm chiếc đũa lên vậy nè, nó có bọt. Ở lên nó có bọt là nó mới chín phải không? Nãy giờ đậy hầm nó là khoảng 30 phút. Nè, nó bóng bọt nè. Nó bóng đó. Đậy hầm lại là khoảng 30 phút đó. Nó phải lót cái miếng thiếc đó, cho nó không khét. Ấy hít nồi nó có lót cái miếng thiếc nè. Đây đây, bưng lên thấy nè. Tôi thấy sao chỉ các bạn nha. Đó, rồi là tự nó chảy xuống luôn ha. Dạ. Cái này mình vét xuống nặng cho nó hết trong cái nồi thôi, chứ không có gì. Đó, tự chảy xuống luôn ha. Dạ. Không có ép gì trơn ha. Dạ, bỏ xuống rồi. Rồi. Đang chảy xuống ha, ngộ quá ha, tôi cũng mới thấy rồi nghe. Màu này xanh. Một lít gạo là 200. Nó bánh chín nó nổi bong bóng, nó nổi con bánh lên á, nổi trên mặt nước. 200g lá dứa là nó đẹp như vậy nè ha. Lấy cái đó đè lên hả? Dạ. À. Con lọt mà. Cái này là đồ nghề chuyên nghiệp này nghe các bạn nha. Các bạn nào muốn bằng bánh á, thì mình cứ nhìn vô đi rồi mình lấy cái gì đó mình làm cho nó giống giống vậy nè các bạn ha. Chứ cái này thì mình không thể diễn tả hết được. Nếu mà làm ở nhà các bạn có thể tìm một cái rổ á. Cái gì đó thích hợp đó, cứ cái rổ mà cái nó có cái lỗ rổ vậy nè. Nếu mà cái rổ thì nó vuông lỗ, còn này lỗ nó tròn ha. Ấm. Mà tay mình cũng vệ sinh nha các bạn nha, chứ không phải mà cái này đâu có lấy cái nước này dùng đâu nữa đó. Nha. Bây giờ cái nước này đang ấm nè, bây giờ mình múc cái nước này ra, rồi mình đổ cái nước lạnh khác vô một lần nữa để cho cái lọt lọt này nó được dẻo ngon phải không? Cái thao này giờ phải có một cục nước đá nha các bạn nha. Đá đổ mẹ chồng. Chắc nửa thao này. Bây giờ mình hoàn thành cái bánh rồi nè nha các bạn nha, đó bánh bột nè. Còn ở đây là hột lựu nè. Ở đây là một chút cái này gọi là cái gì? Cái này là đậu xanh ha. Đậu xanh mình nấu cái gì phải không? Còn này nước cốt dừa. Còn này là đường. 1 2 3 4 5 thì nấu vào chuyện lại nhau hả? Đây là nước cốt dừa nè, nước cốt dừa này là không có cần thắng không gì hết ha, dắt nước sôi vậy thôi, chút vô miếng đậu. Cái này bánh lọt truyền thống mà cô bán từ hồi mẹ của cô luôn đó, nói chung là mấy chục năm. Đây, bây giờ
chị mình hút cho mình vậy nè các bạn nghe, trong đây nó có đường nè, có đậu xanh nè, cái này hột lựu nè, nhìn coi. Đúng là thơm ngon, bởi vì mình làm thì mình thấy nói tao biết ngon. Rồi mời tất cả các bạn nghe, đó là mời góp vui, còn chị đạt cũng ngon lắm các bạn nha. Rồi mong cái sự ủng hộ của tất cả các bạn mà kinh Nếu Quỳnh của mình á, sẽ tìm mọi người chị nữa làm nhiều thứ bánh nữa mà làm một cách rất là chuyên nghiệp hơn các bạn ha. Mong sự ủng hộ của bạn rất là nhiều, cảm ơn các bạn. Đậu không? Đổ đậu vô cái bên vậy.